Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 21 tháng 8 năm 2023, tức ngày 6 tháng 7 âm lịch ngày Tân Hợi, trực, bình, tốt mọi việc. Tuổi xung ngày, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi, Lục hợp dần, Tam hợp Mão và Mùi Thanh mộc cục. Giờ hoàng đạo, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi lộc tài gõ cửa trong ngày thứ hai này sẽ là tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tiểu vi ngày 21 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tiểu vi tuổi Tý. Tuổi Tý đón nhận không ít may mắn trong ngày có tam hội cục che chở, được quý nhân phù trợ, không chỉ công việc mà vận tiền bạc của Tý cũng hanh thông, rủng rỉnh. Với đà tăng tiến hiện tại, rất có thể bản mệnh sẽ được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng. Nếu bạn vững tin vào năng lực của mình thì chắc chắn thành quả trong tương lai sẽ khiến bạn hài lòng. Tình cảm ổn định, chỉ cần bạn quan tâm tới người ấy hơn một chút để cả hai thêm gắn bó thì không có vấn đề nào phải lo lắng. Người độc thân hôm nay cũng có một vài cơ hội gặp gỡ người khác phái. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đón nhận không ít may mắn trong ngày, được quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, thái độ tích cực trong công việc, nhờ đó có nguồn thu nhập dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, tự tin vào năng lực và quyết tâm vượt qua khó khăn sẽ đạt được thành quả tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tình cảm ổn định nên quan tâm tới người ấy hơn một chút. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, thiên ấn xuất hiện, công danh sự nghiệp của tuổi Sửu vô cùng rộng mở, làm gì cũng thuận lợi. Nếu đang có cạnh tranh chức vụ, bạn cũng sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn, khẳng định được bản thân mình. Chẳng những vậy, tình hình tài chính của bạn cũng sẽ có nhiều tiến triển. Đây là dấu hiệu tốt cho việc phát triển làm ăn của bạn trong tương lai. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền đổ về vững vàng nên Sửu có thể cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, do ngũ hành bản mệnh xung khắc nên chuyện tình cảm trong ngày hôm nay không được như ý. Con giáp này không hài lòng vì một số hành động của nửa kia với mình, mặc dù chẳng có nguyên nhân rõ ràng, có thể chỉ là do bạn đang làm quá mọi thứ lên mà thôi. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, làm gì cũng thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, chiếm được rất nhiều ưu thế nếu có cạnh tranh chức vụ, khẳng định được bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, thăng tiến thuận lợi, tình hình tài chính cũng sẽ có nhiều tiến triển. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, yên tâm khi nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền đổ về vững vàng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, chuyện tình cảm trong ngày này không được như ý, đừng làm quá mọi việc. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, thứ hai này, cục diện lục hợp thái tuế xuất hiện, mang tới cho người tuổi Dần những thuận lợi nhất định. Hành sự luôn có người đỡ đần, giúp đỡ, giảm thiểu rất nhiều lo lắng và vất vả. Công danh sự nghiệp của Dần sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao là điều đương nhiên. Ngoài ra, cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Ngày này còn có ngũ hành tương sinh ủng hộ, bản mệnh còn độc thân, đón nhân duyên phơi phới, có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ. Người đã có đôi có cặp thì tình cảm cũng gắn bó hơn vì biết quan tâm chia sẻ với nhau. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hành sự luôn có người giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, nên chăm chút thêm các mối quan hệ xã giao để tăng thêm cơ hội gặp quý nhân. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, công danh sự nghiệp có những bước thăng tiến thần tốc, được đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nên biết tận dụng cơ hội để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, người độc thân có nhân duyên phơi phới, có thể mở rộng mối quan hệ. Con số may mắn 5, 2, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão,
Ngày được tam hợp che chở, người tuổi Mão chẳng những có thể được quý nhân dìu dắt mà còn đón những mối lợi tự nhiên đưa tới. Con giáp này làm gì cũng trôi chảy, thích hợp với việc tìm kiếm đối tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Nếu như thời gian trước đó, việc làm ăn kinh doanh có dấu hiệu chững lại khiến bạn không khỏi lo lắng, thì hôm nay mọi việc có tiến triển bất ngờ, bế tắc được khai thông, những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Phương diện tình cảm của người tuổi Mão cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp. Nếu yêu lâu, bản mệnh và người ấy có thể bàn tính tới chuyện trăm năm. Thủy sinh mộc giúp đào hoa vượng khí, những người còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được một nửa ưng ý. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy được quý nhân dìu dắt và đón những mối lợi tự nhiên đưa tới cửa. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa làm gì cũng trôi chảy, thích hợp với việc tìm đối tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ chớ nên để ý tiểu nhân đố kỵ gièm pha, cứ tập trung làm tốt việc của mình. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, việc làm ăn kinh doanh có tiến triển bất ngờ, bế tắc được khai thông. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, phương diện tình cảm có chiều hướng tiến triển tốt đẹp. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, được chính ấn hậu thuẫn, công việc của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi, gần như không có trở ngại nào đáng kể. Con giáp này cứ chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình thì rất dễ tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Về tài lộc, điềm báo cho thấy lợi nhuận cũng đang trên đà tăng tiến, công việc buôn bán kinh doanh kịp thời nên kiếm tiền khá suôn sẻ. Bản mệnh sẽ gặp được người hợp tác đáng tin cậy, xây dựng mối quan hệ bền vững lâu dài. Tuy nhiên, thổ thủy xung khắc nên chuyện tình cảm vẫn chưa được như ý. Người độc thân không khỏi cảm thấy vô vọng trên hành trình tìm kiếm tình yêu. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, công việc diễn ra thuận lợi, gần như không có trở ngại nào đáng kể. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng, mọi việc hanh thông. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, lợi nhuận trên đà tăng tiến, nhiều buôn bán kinh doanh gặp thời. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, người độc thân chán nản trên hành trình tìm kiếm tình yêu. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Tỵ có thể sẽ phải đối mặt với những lời đố kỵ gièm pha không mấy dễ chịu từ những kẻ tiểu nhân luôn đố kỵ ganh ghét với bản mệnh. Vận trình tài lộc của con giáp này không có nhiều biến động, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính, không có khoản thu thêm. Nhưng nếu bạn đang vướng vào những vòng nợ nần luẩn quẩn thì hãy cố gắng thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt. Trên phương diện tình cảm, thủy hỏa xung khắc khiến khoảng thời gian này tuổi Tỵ và nửa kia dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa phải đối mặt với những lời đố kỵ gièm pha không mấy dễ chịu từ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, đừng quá quan tâm đến kẻ ghen ghét mà ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, vận trình tài lộc không có nhiều biến động, không có khoản thu thêm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nên cố gắng thoát khỏi những vòng nợ nần luẩn quẩn càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đôi lứa rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm từ trước. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thiên quan tác động, người tuổi Ngọ nên có sự chuẩn bị tâm lý kỹ cho những rắc rối có thể phải đối mặt trong ngày hôm nay. Trong đó, đường công danh sự nghiệp của con giáp này có những điềm báo không lành, xung quanh bạn vẫn còn những kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lơ là, mất cảnh giác là tìm cách hãm hại. Hôm nay cũng là lúc tuổi Ngọ nên quan tâm hơn tới tình hình tài chính cá nhân của mình. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Về mặt tình cảm, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng khiến mối quan hệ đôi lứa ngày càng xa cách, rạn nứt khó hàn gắn khi tổn thương đã rất sâu. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim nên có sự chuẩn bị tâm lý cho những rắc rối có thể sẽ phải đối mặt. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, đường công danh sự nghiệp có điểm báo không lành, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nên quan tâm hơn đến tình hình tài chính cá nhân, rất dễ chịu tổn thất. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, mối quan hệ đôi lứa ngày càng xa cách, rạn nứt khó hàn gắn. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi,
May mắn được tam hợp thái tuế che chở, người tuổi Mùi có thể đạt được thành công nhờ chính bản lĩnh và sự khéo léo của mình. Bạn biết điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu để phát huy cao độ. Tài chính cũng khá tốt, là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó là được, bạn sẽ sớm nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này không mấy suôn sẻ. Lịch ngày tốt khuyên tuổi Mùi nhất định phải cân bằng thời gian giữa làm việc và gặp gỡ yêu đương. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim có thể đạt được thành công nhờ chính sự bản lĩnh và sự khéo léo của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy biết điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu để phát huy cao độ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa hoàn thành xuất sắc tất cả những công việc được cấp trên giao phó. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó thì tài chính sẽ rất dư dả. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ do thiếu thời gian bên nhau. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, ngày Hợi Thân tương hại, người tuổi Thân được dự báo sẽ phải đối mặt với những rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật mà đối thủ cố tình bày vẽ ra. Càng ngày bạn càng bình tĩnh, giữ được cái đầu lạnh bao nhiêu thì càng bảo vệ bản thân tốt bấy nhiêu. Nếu thấy bản thân không đủ năng lực để giải quyết tình huống, bạn có thể tìm chỗ dựa để được giúp đỡ. Bù lại, ngày Kim sinh Thủy nên vận trình tình duyên của Thân cũng chuyển biến tích cực. Con giáp này là người có nhiều mối quan hệ khác giới, vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu không phải là khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy đối mặt với những rắc rối trong công việc do những lời thị phi đồn thổi. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đối thủ cạnh tranh đang tìm cách tung tin đồn thất thiệt để tạo tiếng xấu. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tình duyên có chuyển biến tích cực, người độc thân có thể tìm thấy tình yêu. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, có thể tìm được chỗ dựa vững chắc và tranh thủ sự ủng hộ của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, càng giữ được cái đầu lạnh bao nhiêu thì càng bảo vệ bản thân tốt bấy nhiêu. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, Thủy Kiên chiếu mệnh, vận khí trong ngày thứ hai này của người tuổi Dậu có một vài biến động. Bản mệnh có nguy cơ đụng độ tiểu nhân khá cao, bạn cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Hôm nay còn là ngày không tốt với Dậu về phương diện tiền tài. Con giáp này có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định. May mắn là vận khí về mặt tình cảm của bản mệnh khá tốt đẹp. Nhờ ngũ hành tương sinh, bạn có được một người đồng hành, luôn ở bên động viên tinh thần, cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, vận khí biến động, có nguy cơ đụng độ tiểu nhân khá cao. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xa những sơ suất đáng tiếc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, trong việc gì cũng nên suy xét thật kỹ lưỡng rồi đưa ra quyết định sau cùng. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, tình cảm tốt đẹp, luôn có người đồng hành, động viên và chia sẻ. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, tuổi Tuất đón may mắn bất ngờ trong ngày có chính ấn hỗ trợ. Bạn có thể tự tin thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện rất tốt trong tử vi hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều đạt được như ý. Hôm nay cũng là ngày mà Tuất đón niềm vui tài lộc hoặc có tin vui tốt đẹp về tiền bạc, may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng, những mối làm ăn hợp tác ngày càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Tuy nhiên, phương diện tình cảm có rất nhiều điều cần phải lưu tâm. Đừng tình duyên bị ảnh hưởng nhiều bởi tính khí nóng nảy, mất kiểm soát cảm xúc của con giáp này. Mối quan hệ đôi lứa dần thiếu sự hòa đồng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, có thể tự tin thực hiện các việc đã dự tính, mong cầu việc gì đều được như ý. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, đón niềm vui tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc, may mắn bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, phương diện tình cảm có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm do tính khí nóng nảy.
và số may mắn 4, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, ngày Hợi Hợi tự hình, tình trạng tinh thần của Hợi có phần sa sút. Con giáp này thiếu sự quan sát và tập trung nên dễ mắc phải sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ chung trong công việc. Dường như mọi việc trong ngày đều thiếu đi sự thuận lợi, suôn sẻ, khi mà cả chuyện tình cảm vốn đang rất tốt đẹp cũng trở nên trắc trở, rối ren. Giữa con giáp này và nửa kia có thể sẽ vướng phải những rắc rối và phiền phức ngoài ý muốn. Tình hình sức khỏe của Hợi trong ngày đầu tuần cũng không được tốt cho lắm. Bản mệnh nên hạn chế nóng giận, kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn để tránh làm ảnh hưởng tới thân thể. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, tinh thần sa sút, thiếu sự tập trung nên dễ mắc sai sót. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, có thể phải đối mặt với nhiều thử thách trên con đường sự nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, chuyện tình cảm vốn đang rất tốt đẹp cũng trở nên trắc trở, rối ren. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, đôi lứa vướng phải những rắc rối và phiền phức ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nên hạn chế nóng giận, kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi ngày 21 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Dần, Tý, Mão. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tỵ, Ngọ, Hợi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!